Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học một ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Và trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nhé. Đầu tiên, cô có hình ảnh của một bạn nam đang tặng quà cho bạn gái. À, chúng ta tạm thời đóng vai là người bạn gái này nha. Rồi, chúng ta nói là tôi thì nhận quà từ bạn trai. Cô có động từ nhận sẽ là moraimasu. Nhận quà thì sẽ là プレゼント o moraimasu. Và câu tiếng Nhật đầy đủ sẽ là watashi wa kare ni プレゼント o moraimasu. Nghĩa là tôi thì nhận quà từ bạn trai. Hay, bài hôm nay chúng ta sẽ học về động từ moraimasu này. À, học mẫu ngữ pháp nhận. Hay, nhận từ ai nha. Rồi, cô có mẫu cấu trúc ngữ pháp như sau. Danh từ N1 quá N2 ni N3 o moraimasu. Nghĩa là tôi hoặc là người N1 nào đó nhận được từ người N2. Mẫu cấu trúc ngữ pháp này là cách nói nhận được đồ vật gì đó từ đối tượng nào đó. Trong đó thì trợ từ ni chỉ hướng nhận từ ai. Các bạn lưu ý nha, mình nhận từ ai thì ni người đó và không dùng watashi ni, tức là không có chuyện nhận từ tôi. Yes, né. Rồi, để hiểu hơn về mẫu cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy cùng cô đến với câu ví dụ sau đây. Đầu tiên cô có một cái sơ đồ. Hay, người N1 đang nhận được món quà N3 từ người N2. Hay, vậy thì tạm thời chúng ta nói người N1 là watashi nè. Hay, người N2 là anh Yamada. Hay, tôi nhận được từ anh Yamada cái áo sơ mi. Và áo sơ mi trong tiếng Nhật là satsu. Vậy thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Áp dụng một ngữ pháp nhận vào. Hay, watashi wa Yamada-san ni satsu o moraimasu. Tôi thì nhận được áo sơ mi từ anh Yamada. Hay, các bạn cùng lặp lại với cô nha. Watashi wa Yamada-san ni satsu o moraimasu. Rồi, thêm một lần nữa nào. Bây giờ N1 vẫn là watashi, N2 là Mira. Tôi thì nhận được từ anh Mira nani? Hay, sô-cô-la. Tôi nhận được từ anh Mira sô-cô-la. Này, chúng ta sẽ nói như thế nào? Hay, watashi wa Mira-san ni chocolate o moraimasu. Tôi nhận được từ anh Mira sô-cô-la. Đi desu ne. Rồi, tiếp theo, này, cô có hình ảnh của chị Sato và chị Yamada. Chị Yamada thì nhận được món quà từ chị Sato. À, chúng ta sẽ nói là Yamada-san wa Sato-san ni プレゼント o moraimasu. À, chị Yamada nhận được món quà từ chị Sato. Từ ai thì ni người đó. Được nhé. Rồi. Hay, vào ngày lễ Giáng sinh thì bé Teresa nhận được món quà từ ông già Noel. Ông già Noel trong tiếng Nhật mình sẽ gọi là Santa nhé. Và cô có câu tiếng Nhật là Teresa-chan wa Santa-san ni プレゼント o moraimasu. Bé Teresa nhận được món quà từ ông già Noel. Hay, các bạn đã nắm được chưa nào? Động từ nhận sẽ là moraimasu. Nhận được cái gì thì ổ cái đó. Và nhận được từ ai thì dùng trợ từ ni. Và không có watashi ni, tức là không có việc nhận từ tôi nha. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào, mata kondo onegashimasu. Arigatou gozaimashita.